xin chào các bạn người cá tường đang đến đường Hoa Nguyễn Huệ. Các bạn thấy không gian ở đây thế nào? Tuyệt vời quá phải không? Em ngồi xuống chụp bà. Ok. Các bạn đến đây chưa? Các bạn đã đến đây hôm nay chưa? Chưa à? Đến đây. Đến đây liền đi, tường đang ở đây nè. Cảm giác rất là vui sướng đó nha. Vui quá. Năm nay là năm con gà dành cho những ai thích chơi đá gà, đá độ. Đúng không nè? Xuân năm nay không còn nghe tiếng pháo, không còn ồn ào nhộn nhịp hơn trước. Mọi người cũng không thấy chứng diện gì cả, ngay cả Tiun cũng vậy, vẫn mang đôi dép cũ với những dấu răng kỷ niệm của rái cá. Chừng nào, loài rái cá ở Việt Nam không còn bị bắt bán qua biên giới nữa, thì Tiun nghĩ là mình mới có thể đổi đôi dép mới. Không biết nên vui hay buồn vì trên mạng giờ cũng chỉ có mình Tiun kêu gọi bảo vệ động vật. Còn những người có được sự nổi tiếng thì họ vẫn đang tiếp tục làm những trò lố lăng, điên khùng trên mạng để câu view kiếm tiền quảng cáo chứ không có giúp ích gì. Cứ nhìn cảnh Tết năm nay là thấy cái xấu xa độc ác nó phát triển ghê gớm tới mức độ nào rồi. Đi chợ hoa mà thấy tội nghiệp mấy người bán hoa còn hơn khách mua hoa nữa. Mấy người trồng cây kiểng và trái cây cũng vậy, năm nào cũng ăn Tết trong ngậm ngùi. Trồng cây cực khổ quanh năm, kiếm tiền về quê ăn Tết. Vậy mà bị khách trả giá ghê quá, rồi nhiều khách còn canh chừng đến trưa 30 Tết để người bán hoa ế, không đủ tiền thuê xe chở hoa về, bỏ luôn ngoài chợ thì mọi người mới xúm nhau hôi của tha về nhà trưng kiểng mấy ngày Tết. Từ việc ý thức kém của người mua như vậy nên mới có chuyện người làm vườn vì lợi nhuận mua tàn chất độc hại rẻ tiền từ phương Bắc để trồng cây. Vì các bạn không biết quý trọng công sức của những người chăm sóc và bảo vệ thực vật. Các bạn ham rẻ thì người ta cho các bạn xài đồ rẻ, ăn uống đồ rẻ, nên đừng có chê trách gì nữa. Động vật thì bị hại còn thực vật bị xem thường như rác thải. Doanh nghiệp nước ngoài từ bỏ đầu tư ở Việt Nam rất nhiều, cũng do ở đây chưa có chính sách bảo vệ động vật hoang dã và thiên nhiên. Còn việc tôi làm là để giúp tạo ra nhiều người cá có sức khỏe và trí tuệ để giúp thay đổi nhận thức của con người. Mà sao thấy khó quá. Chắc ăn Tết Việt Nam năm nay lần cuối cho vui với mọi người rồi người cá tạm biệt luôn nhé. Xin chào các bạn, chúng tôi đang chương trình tiếp tục đi chợ Hoa Xuân cuối năm. Kỳ này là chúng tôi sẽ đi đến chợ Hoa Xuân quận 7. Phái đoàn của người cá gồm có hết rồi. Ồ, tối quá không thấy. Đang tiếng cá Lexi.